những người chết trong bệnh viện nè. Mất tập thở. Hoàng Giang nó mới xe, Hoàng Giang nó mới xe. Đó. Lừng để mình muốn nói cái điều này cho coi, coi cái hình ảnh này là mình muốn nói lên một cái điều như vậy. Thứ nhất cái hình ảnh này, hình ảnh này là hình ảnh thật, nhưng thật. Không phải là bệnh COVID, không phải là bệnh COVID. Không. Bởi vì điều trị bệnh COVID, điều trị bệnh COVID á, những trường hợp như thế này là ai đó cũng phải có chụp oxy hết. Còn những người như nãy đắp chiếu rồi, ok, thì cái chuyện mà ở đây là cũng không có chuyện đắp chiếu đâu. Còn nói cho bố nghe, không có câu chuyện đắp chiếu. Bố phải hiểu là khi mà bệnh dịch COVID mà mày mất á, là người ta sẽ có những động thái rất là kỹ. Có thấy không? Toàn cảnh trên thế giới, toàn cảnh trên thế giới họ đều quấn ni lông. À, để ngăn ngừa cái lây lan COVID. Đó, cho nên cái hình ảnh này phải nên tìm hiểu kỹ lại. Thứ nhất là đúng bệnh viện ở Việt Nam hay không cái đã. Không, mình bị hay ở một cái địa phương nào đó và nó đang liên quan về cái bệnh gì. Với lại nãy như Hoàng Giang đưa chi tiết cũng rất là đúng á, là tức là cái bệnh COVID này không có câu chuyện người nhà ở đó mà chăm bệnh đâu. COVID là không, hoàn toàn là không một người nhà nào được tiếp xúc, chỉ là đội ngũ y tế họ lo thôi. Thì, đó. Thấy ở đây cũng không có người nhà. À, và bệnh nhân là không bao giờ mặc đồ như vậy. Bác sĩ ở đây đã chạy mất hết rồi. Bố biến cáo cái người dân của mình đừng để những cái chuyện gì nó quá muộn. Có nghĩa là đừng ỷ y, không nên ra đường nếu không phải là bị cần thiết, là bởi vì tuân thủ theo cái quyết định của nhà nước. Và tôi nghe nói hôm nay đúng 16 giờ bắt đầu từ 18 giờ chiều, 16 giờ chiều là coi như không được đi ngoài đường. Nói chung là phải nghiêm, anh mình phải tuân thủ nghiêm khắc, là cái này là mình giữ sức khỏe cho bản thân mình và cho gia đình mình, con cái mình, cho vợ chồng mình, gia đình mình và thân nhân mình, là bởi vì cái bệnh này nó rất là nguy hiểm. Thì đôi lúc đó thì mình vì cái chỗ bức xúc á, có những cái thành phần như là chống cự lại những cái mà hầu như là mình thấy nó kỳ cục, mà cái người dân của mình cảm thấy họ không biết sợ chết là cái gì. Thì hôm nay bố lên thì bố đưa ra hình ảnh này để chúng ta cảnh cáo để những người dân mà không tuân thủ, khi xảy ra chuyện, khi xảy ra COVID, khi bị lây nhiễm thì cái tác hại nó vậy, bởi không ai cứu được, thậm chí bác sĩ cũng bỏ chạy luôn, là bởi vì sao họ sẽ lây. Điểm thứ nhất, điểm thứ nhì là tôi đã nói mà rồi, đây không có thuốc trị và người ta cách ngừa, và những cái thuốc vaccine đó, thì ta hiểu thì hầu như tất cả mọi cái cũng chưa điều qua cái WHO, có nghĩa là Bộ Y tế của thế giới cũng chưa có cái gọi là cái vaccine thực tế đó, thực sự như là đấy. Vì đại dịch bùng phát quá lẹ trên toàn thế giới, thành ra vaccine này là vaccine tạm thời, có nghĩa là không được sự chuẩn thuận của thế giới, nhưng mà họ nghĩ cấp rút, cho nên vì họ làm và họ thấy trên quy tắc á, một cái vaccine mà ra khỏi mà để dùng cho thí dụ như bệnh sởi, bệnh đậu mùa, bệnh lao, bệnh gì thì tệ lắm, phải 5 năm để ta thử nghiệm trên người có bị phản ứng hay là không, có bị này kia thì mấy năm trời mới xong. Còn ở đây vì đại dịch, nó hẳn là vì đại dịch của toàn cầu, cho nên vì cái chỗ đó người ta phải coi như là có gọi là cái gì, người ta làm mà cấp tốc, phải không, chưa được sự chuẩn thuận của thế giới, như mà họ đã ra và từ từ lấy cái này ra giống như kiểu như làm thí điểm rồi xong chích ngừa, họ cảm thấy họ ok, họ được chú chức thôi, cho thực chất chính thức mà để vaccine mà chích ngừa thì toàn cầu thì chưa có. Nó hẳn là vậy, được sự chứng thuận thì chưa có. Đây là coi như là vì tình hình cấp bách. Thế thì mình nói như vậy á, mình mới nói một cái điều như con hiểu rằng là ở trong đất nước Việt Nam mình hiện giờ thì theo bố hiểu là có nghĩa là đã có cái sự coi như là đã nhà nước đã làm mạnh tay rồi. Nó thẳng là mạnh tay rồi. Và tao ngày hôm qua tao mới lên ra cái thằng nào đó, tao muốn nói là tao cũng yêu cầu nó mạnh tay hơn nữa, và tất cả mọi người ở trên người Việt. Những cái đài ngày hôm qua ta cũng vô tình ta coi con nghe cái thằng đứa vòng trái đất TV với thằng Đỗ Dũng, thì Đỗ Dũng nó cũng nói, có nghĩa là nó cũng ủng hộ, nó thì bản thân nó cũng ủng hộ nhà nước mạnh tay hơn nữa và nghiêm khắc hơn nữa, để làm chi, để mà bởi vì ở đây mình phải nói cái điều là người dân và nhà nước cùng đồng hành và cùng tuân thủ thì mới nguy
hồng là dẹp được cái bệnh này, còn không mà đúng má nó leo thang giống kiểu ngày qua tôi nói là một người say một người đạp thì không bao giờ bị hết được. Tức là còn nghiêm khắc hơn nữa để chi, để cái dịch bệnh nó sẽ qua đi, nó là nó như vậy. Còn 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 bây giờ bỏ qua mấy cái chuyện mà tụi nó mà xuyên tạc cái chống phá thì bây giờ tất cả mọi người từ trên xuống dưới, từ cấp lãnh đạo cho đến người dân đều chung tay góp sức và chỉ mũi dùi. Nói chung là cái mục tiêu quan trọng nhất là bệnh dịch. Còn cái chuyện mà tụi nó ví dụ như mấy cái đám mà cò ca lục chốt, hoặc là ví dụ như cái đám Kiên Giang, cái đám A Quy hay cái đám B, cái chuyện nó chỉ không quan trọng. Bây giờ tụi nó không quan trọng nữa, bình thường thì mình chửi nó thoải mái, nhưng mà bây giờ thì không chửi, có nghĩa là mình tập trung vào mình nói với người dân, mình làm sao mình nói với người dân để mà ứng phó. Ứng phó thì có nghĩa là tuân thủ, không nên đi ra khỏi nhà. Cái điều đó là cái điều tiên quyết, không nên đi ra khỏi nhà, đó là cái điều tiên quyết. Không có cái gì cấp bách hơn là cái điều đó. Là bởi vì khi anh không, anh tuân thủ, tất nhiên là anh, chính anh đã tuân, đã chấp hành nghiêm túc cái luật đó, thì chính anh đã bảo vệ bản sống của anh và bảo vệ cho gia đình của anh. Là bởi vì anh đi ra ngoài rất là nguy hiểm. Ở đây là một được. Cái chống dịch như chống giặc, mà mình phải hiểu là cái thằng giặc này nó vô hình và mình không thấy nó. Tao cá em trước con bốt nói với con rồi, ở đây mình chống dịch đi chống giặc là bởi vì mình không thấy kẻ địch, mà kẻ địch nó sẽ tàn sát. Nó đâu phải là mình, cái người Việt Nam mình đâu biết, đâu phải là không đuôi mù câm điếc đâu, đã thấy trước mắt rồi mà. Thứ nhất là Mỹ, thứ hai là Ấn Độ, thứ ba là Indo, thứ tư là Malaysia, nói chung tất tần tật kể cả các nước thế giới đều đứng về nó cả. Bên châu Âu cũng vậy, từ Anh Quốc, từ Pháp, từ nói chung là tất tần tật. Cái điều đó người dân mình đi hiểu rõ, nhưng ở đâu đó cũng có một vài người hoặc vài thành phần họ vì cái chỗ mà bất mãn hay cái đại khái, tôi nói chung chung vậy, họ vẫn khoán những cái vô lý, mình cảm thấy buồn cười và mình bực mình, vì đôi lúc mình nói những cái câu mà cảm thấy mình nó không, đáng lẽ không nói, nhưng mình nói ra mình thì mình như vậy thì mình cũng thấy hơi có lỗi, nhưng mà thật nhiều khi cũng còn tại tâm mình, ta muốn nói tệ hơn nữa, bởi vì nó có những cái chuyện rất ư là buồn cười, không cho người ta đi. Người ta múa gậy múa kiếm rồi, mà thấy có cái người đàn bà quay cái làm như điên khùng bị ngáo đá, hoàng Phi Hồng múa võ Hoàng Phi Hồng á, đúng không? Đúng rồi còn một bà nữa thì lấy xe tung vô cái xác chửi bùi lột mặt nạ ra, u má bệnh là chị bệnh sao bị ngu quá vậy, đẹp cái rồi chửi mấy người ngu quá vậy mày tung nút thì trời ơi khổ, nó thiệt mày, tao cũng giơ tay đầu hàng luôn. Có những cái thằng thân như vậy thì tao hỏi mày làm sao mà bà đi ra, bà không sợ chết thì kệ bà, nhưng mà bà mới hiểu rằng bà sẽ lây bệnh cho tất cả mọi người thân và người trong cộng đồng xã hội. Bà không hiểu được điều đó. Rồi cô nhắc lại cái điều nữa rồi. Có nhiều người chống bán một cách rất là tiêu cực. Đem gạo đi theo, đem rau, đem cộn lên xe, đủ đi chơi. Được, hỏi nó hỏi cái gì là mình chỉ bị đi mua rau. Đủ nó qua mặt đất luật. Trời ơi, tôi nói thiệt mày, trăm cái khổ nó thẳng là trăm cái khổ. Nói cho cùng mình cũng thấy tội được cái chỗ này. Có nghĩa là ở trong gia đình của mày, nhiều khi mày đi chợ mình nó ăn hoài một món, con mày nó cũng cự nữa, trong bàn cơm nó cũng cự, ô trời sao ba ăn cái này hoài, hoặc là kia ăn cái này hoài, hoặc là trong cái gia đình nhỏ của mày thôi, có mấy người thôi, mày đã còn hiện về nhà nước đã cai quản cả mày 97 triệu dân thì biết rất là phiền toái biết người, chắc chắn thì có thiếu sót, chắc chắn là có lỗi lầm, nhưng mà cái chuyện đó tao nói mày hoài, có nghĩa là người dân mình là phải nhún nhường, là phải chính bỏ làm mười, tất cả những việc chung tay dẹp dịch. Tôi có 1 ký gạo, tôi chia 5 cái, 5 nửa ký để nấu cháo ăn. Không chết được. Có nghĩa là mình phải tuân thủ điều đó để dẹp dịch càng sớm càng tốt. Tao nói vậy cho mày hiểu gì đó. Bây giờ nước Mỹ cũng tan quan, biến thể data nó mới rồi, bây giờ nó cũng tan tành. Mà nước Mỹ là nó đáng là nó bị, là bởi vì có những nhiều người họ chống lại những cái lệnh của nhà nước và họ không theo thèm đeo mắt. Họ không thèm đi chích ngừa, nói chung vậy, họ chống lại. Người tao nghĩ, tao hy vọng là đất nước Việt Nam không phải là như vậy. Bởi vì người Việt, mà bữa nay là chết, tao nói rồi, chắc đi nhắc lại, gần 700.000 người chết. Mình nhớ kỹ là 700.000 người, chứ không phải là 1, 2, 10. Mày hiểu phải chưa? Đối với ngay bây giờ Việt Nam tìm, tao nghĩ là nhà nước Việt Nam tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi cái gì mà có thể nói là để cứu dân. Nói hẳn là vậy. Thì mình chỉ khuyên một cái điều là tất cả mọi người nên ý thức. Ta nói cách lên mấy lần, dù muốn gì không, cái quan trọng nhất cũng là ý thức của người dân.
bởi vì anh không cần, anh không ra được thì chính là anh đã tự cứu mình rồi, và đã tự cứu thân là bà con cô bác ở trong nhà đình trên của mày rồi. Hãy để cho nhà nước làm, và hãy để cho nhà nước tự, hãy là đừng quấy phá và đừng làm những cái chuyện ấy. Anh có thể cái tôi của anh dẹp cái tôi của anh chút xíu đi. Ta thấy nhiều cái bất nhẫn quá. Chính vì cái điều đó thành ra ta muốn cảnh cáo, mặc dù đưa cái hình ảnh này, mặc dù nó không phải hoặc là phải đi chăng nữa cái vụ mà Covid-19 thì cũng phải hiểu là đừng để quá muộn. Ghi vô đó. Ta nói mày nghe, biết bị Covid á thì bác sĩ nó cũng chạy luôn, nó bỏ nó chạy luôn chứ nó không có ở đó nó rồi như mày, bởi vì rất là nhiều người, không phải riêng một mình anh. 50 ông bác sĩ nhưng mà 3.000 người chết thấp hối, thì tôi hỏi mày làm sao mà chạy cho kịp. Mày nghĩ đi. Mà không. Cái này nên đà nó chết lại chết tập thể chứ nó không chết một người. Không, về tinh thần đó bố, về tinh thần á, về chủ tinh thần là bằng mọi giá là phải cứu những người bệnh hết. Cho nên vừa rồi á, bố có đọc cái bài á là 17 người vừa khỏe lại và được ra viện á, là 17 người đó khi họ vào viện là trong với tình trạng là rất là nguy kịch. Tức như rất là nguy kịch, và là họ sẽ đúng rồi. Và bây giờ tức là bây giờ cái phương pháp chữa trị của thành phố là ưu tiên chữa trị những ca nặng trước. Gì rõ ràng đó, còn những ca thế này là bố, thí dụ gần tới giai đoạn mà gọi là biến chuyển nặng theo con hiểu á, là họ sẽ tập trung là coi như là cung cấp cho họ oxy trước để làm gì, tức là lúc đó tức là còn đừng hả? Để lúc trước giải quá cung cấp oxy, tới lúc họ còn khỏe đó cung cấp oxy làm gì, giống như là bơm thêm cái năng lượng á, có nghĩa là đó. Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa giảm bớt cái số lượng mà người mất vì Covid. Nhưng mà cái này ý ta muốn nói điều này, cái này cũng là do tắc trách của những người dân không hiểu được trách nhiệm mình ở đâu và đi ra đường bất chấp, có nghĩa là cãi lại cái nghị quyết 16 của nhà nước. Chính vì chỗ đó tao mới nói là đừng để quá muộn, bởi vì những cái chuyện bó rau hoặc là đi chơi hoặc là đi trà sữa hay là ổi bị, cái chuyện đó ngay bây giờ không cần thiết. Cái cần thiết là anh giữ cái mạng của anh còn sống mà không. Nhưng mà đâu đó những có những con người nghe lời những cái thằng bà học lớp 7 á, đồ má ngồi tuyên truyền, đồ má nó cô nó nhốt người dân vô rồi, đồ má nó đại khái này cho chết, nhưng mà đồ người ta nó không hiểu được là khi nó đã quản lý và nó nhốt anh vô rồi là chính cái phần sống của anh nhiều hơn là phần chết. Bởi vì cái anh nó quản lý anh thì đương nhiên nó coi kiểm tra anh và nó chích ngừa trò hoặc là nó trị bệnh cho anh hoặc là cách ly cho anh, là theo dõi sức khỏe cho anh, là cái đường đó. Ở đây nước Mỹ này, ở nước Mỹ này, muốn vô bệnh viện mà để nó thăm dò kết quả nó đuổi về, nó không cho vô, bởi vì nó quá tải, nó không cho vô. Trừ nó nói một câu gì nè, mày đi về thì tao mày khó thở, mày cảm thấy mày kiệt sức, mày vô đủ má thôi, vô thì mua hòm rồi. Còn ngược lại ở nhà nước mình gom lại để đi cứu người thì nó lại đi chống lại. Dạ đây nè bố, có thông tin luôn nè, cái clip mà bố mới đưa để sẵn bố đây là con xin đọc cho mọi người cùng nghe luôn. Đoạn clip ghi cảnh khu điều trị Covid-19 là giả mạo. Tối muộn ngày 26 tháng 7, trong lúc tình hình dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn phức tạp, một video clip đã xuất hiện trên mạng xã hội và được nhiều đối tượng chống phá góp sức lan truyền. Thế nhưng, theo phân tích của cánh gò, đây là đoạn clip giả mạo. Theo quan sát, clip này được một người đàn ông nói giọng Đông Nam Bộ ghi lại tại một nơi được cho là nha mọi người nghe rõ, được cho là tại một bệnh viện chữa trị Covid-19. Theo đó, các bệnh nhân nằm rải rác các giường bệnh trong clip đều nhiễm Covid-19, nhưng không có bóng dáng của một bác sĩ điều dưỡng nào. Thậm chí, một số hình ảnh cho thấy có người đắp chiếu mà theo người đàn ông này là đã chết vì Covid-19. Kế đó là một người đàn ông khác nằm trong tư thế lạ lùng mà theo thuyết trình là đang hấp hối sắp chết. Và thông điệp cuối cùng được nghe thấy là toàn bộ các y bác sĩ đã bỏ trốn. Thoạt đầu, nội dung đoạn clip thật đáng sợ, tình cảnh của những bệnh nhân rất thê lương, không ai giúp đỡ. Thế nhưng, khi quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy vô số những điều bất thường của đoạn clip được cho là quay trong khu điều trị Covid-19. Điểm bất thường đầu tiên, chính là người đã quay đoạn clip này, anh ta là ai mà có thể thản nhiên ghi hình trong khu vực toàn là F0 như thế. Chắc chắn
Đây không thể là một nhân viên y tế, bác sĩ hay điều dưỡng của bệnh viện. Chúng ta cần nhớ, chỉ khu cách ly F1 thôi đã có một hàng rào an ninh dày đặc bảo vệ, thì các bệnh viện dã chiến đều điều trị F0 như thế nào, chắc ai cũng có thể hình dung được. Thứ hai, dễ thấy rằng người quay clip khá khỏe mạnh, không giống bệnh nhân. Nhưng như vậy, càng có lý do nghi ngờ về nơi quay clip này. Bởi theo chính sách điều trị COVID-19, các bệnh nhân được điều trị nội trú hoàn toàn, được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện chăm sóc, và hiển nhiên là không có người thân đi theo. Đó, nghe rõ chi tiết đó. Một nơi có thể có người thân chăm bệnh đã có nghĩa là không phải là nơi điều trị COVID-19. Và cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, là khung cảnh của khu bệnh này, theo quy định của Bộ Y tế, phòng điều trị bệnh nhân COVID-19 được chia làm 3 cấp. Tầng thứ nhất dành cho người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Tầng thứ hai cho những ca có biến chứng nặng được trang bị máy thở. Và tầng 3 được trang bị máy ECMO, luôn sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân nguy kịch. Nói cách khác, nếu là một khu điều trị COVID-19, tình trạng các bệnh nhân trong một phòng nhìn chung khá tương đồng. Không có chuyện cùng một phòng có người khỏe mạnh, người nguy kịch, hấp hối, nằm chung. Như vậy, hoàn toàn có thể khẳng định khung cảnh trong đoạn clip không phải là nơi điều trị COVID-19 như các đối tượng rêu rao. Có thể khẳng định đây là một clip được quay ở thời điểm khác, được cắt ghép lồng tiếng nói của người đàn ông này để gán ghép vu khống cho đội ngũ y tế. Đoạn clip cắt ghép lố bịch này là một thủ đoạn nhằm gây hoang mang, gieo rắc tâm lý sợ hãi đối với dư luận, gây khó khăn hơn cho công tác phòng chống dịch COVID-19 vốn đã vất vả nặng nề. Okay. Vì vậy, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý thích đáng đối với những kẻ có hành vi tung tin giả mạo, dàn dựng video đầy nguy hiểm như thế này. Đó. Và ở đây là tức là về cái yếu tố đầu tiên là con hoàn toàn đồng ý. À, bây giờ con hỏi bố thế này nè, cá nhân bố là người khỏe mạnh, bố dám đi vào cái khu đó, bố quay video clip để bố tung lên hay không? Thì thôi, bố chỉ nói vậy thôi chứ con bố mà không biết nói gì, tại vì cái chủ đề không có lấy làm gì vui và không có tinh thần gì để mà nói chuyện gì tụi nó, bởi vì đất nước mình nó đang bị một cái cơn hoạn nạn, nó thẳng về một kỳ an cơn một hoạn nạn. Thì nhắc đi nhắc lại hoài thì có đâu đó có những thành phần nó quẩy đuôi, nó vui, nó mừng đủ cái kệ. Dạ đúng rồi. Đúng chính rồi. Vì cái chỗ đó ra mình lên mình chỉ nói thành phần lạc loài, người dân của mình là nên đoàn kết với lại đừng, ở đây bây giờ tôi nói mình nghe cái chuyện mà cái gì và nói chung là chống cộng kia bỏ qua bên mình. Mày là chủ với đảng, mày cũng khai báo, mày cũng là cũng là con ông già, mày cũng là lính quỷ chứ đâu có mẹ gì, nó rõ đúng này. Rồi không, bây đúng giờ rồi. Không, nhưng mà cái thời điểm này không ai nghĩ tới cái chuyện mà lính quỷ giống quỷ cả. Mày có nói tất cả mọi người dân đều là công dân Việt Nam. Cái chuyện nó đã qua đi 46 năm rồi và nó mất tiêu rồi. Nó không còn con mẹ gì nữa, đừng có lợi dụng cái danh nghĩa đó, đúng không? Dạ, ý là bố nói vậy thôi, chẳng gì đâu rồi. Còn hở cái lợi dụng cái này kia này có nhiều đó, ngàm qua bà quên nữa, có thằng nào là thằng đời cười sắc cười xỉ nhất vậy. Đó, hồi nãy cái like của tao có hôm qua đó, thằng Mỹ, thằng gì ta, không quên mẹ rồi. Độ đêm nó cũng cắt lên, bắt đầu đêm qua diễn đàn hải ngoại kìa, nó chửi tao bỉnh kìa. Đồ, đồ ai chửi, ai chửi? Đâu có biết đâu, ai biết đâu, tụi nó nói thằng già này, đủ má già với cộng rồi, tụi nó đủ mẻ mệt quá, bưng bô gì, tụi nó đi lên, mẹ. Tao không biết ai là ai đâu, mà tao là rất là dốt của vấn đề, tao thiệt mà tao chỉ có lưng lên, mày không còn phải là đi coi á. Để coi thì tao không coi ai chứ, thẳng là kể cả là tao có biết nó nói gì đâu. Mà nghe bạn mới chửi tao, bởi tao mới nói là trải tao mới nói gì Quy. Mày được sản xuất tại Việt Nam á, thằng Quy, mày được sản xuất tại Việt Nam là tại vì cái bà hàng bà chửi thằng chửi Quy mà nói là mày là được là cái gì? Mày là được bắt gì Việt Nam? Bắt in Việt Bắt gì Việt Nam? Đúng rồi, tao nghe cái câu tao cười quá, bây giờ tao áp dụng. Không, câu đó bà nói chí lý chứ bố. Ủa, đúng, đúng không? Mà, đúng mà, đúng sai. Bà nói chí lý mà, rồi, đúng rồi. Rồi cái thằng Quy cũng vậy thôi, đâu có khác gì đâu. Đúng rồi. Ok, bây giờ thì không có chọc cười được nữa, rồi không có tiếu tiếu được nữa, mẹ mặt mày nó béo béo
tao ở ngoài nước ngoài, tao méo đường ở dân trời dân tao. Ai cũng biết điều đó, khi mà cô lập hoặc là phong tỏa hoặc là cách ly kia đều bức xúc là bởi vì không thoải mái nè, không được tự do nè, không ra đường được, mà không đi mua đồ được, không ăn uống ngon lành được. Nhưng mà ráng đi, tôi được năn nỉ ăn đường, ráng đi, nhịn đi, hoặc là có những cái mà mình phải cần phải nhịn đi, nhịn cái thôi chút xíu đi, rồi để chi, để cho nó qua cơn dịch thì các ông lại các bà lại ra ngoài tung tăng như cổ có gì đâu, đúng không? Tại giờ thời điểm này khi các ông ra ngoài xã hội, các ông đi lân tân là chính là các ông chết trước chứ chẳng ai chết cả. Tại vì chỗ đó ra mình mới nói cái câu là tất cả mọi người đều phải chung tay. Bây giờ có những cái diễn đàn ở nước ngoài nó nói mà nhà nước Việt Nam mình không có cho ấy gì, nó mới nói câu gì, nó nói gì ta? Hay quá rồi, mà nhà nước dân Việt Nam mình bây giờ được không chịu vô trong cách ly là nó tung hô mới là ghê chứ đủ, mình nó đứng đi ngược toàn mẹ nó đẻ ngược không à, mà người ta vào cái điểm cách ly là chính là cái mạng sống mà ta cứu hơn 7 phần. Bị tôi nói rồi, cái là khi anh vô cách ly thì người ta đã xét nghiệm dương tính hoặc là thì có phát đồ điều trị, người ta cho uống thuốc ra kia để bây giờ thằng nào nấy rượu nói ô mà hay quá rượu, mấy dân Việt Nam mà không phản kháng không đi vô, nó cứ bậy cái chứ, nói mày đừng có bệnh đi mà không có vô. Tao cũng ấm đầu thiệt, mày tao cũng ấm đầu mấy đứa kia đó cái diễn đàn phản động là nó vậy đó, có cái là nó đưa dân mình nó kêu đừng vô đó, đi vào chỗ chết không, chỗ chết 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 nó khổ vậy chứ. Tại vì tao nói mày không nên nghe lời những cái thằng bái dơ, những cái thằng đó, bởi vì tao nói thằng mày bất cứ đất nước nào cũng vậy, không có một lãnh tụ, không có một vụ chủ tịch nước hoặc là không có một tổng thống nào mà muốn cho dân mình chết cả. Cái điều đó cái điều phản quy tắc, phản khoa học. Mày đẻ con ra mà rồi mày bóp mũi cho nó chết à, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà tụi nó một mặt nó cũng rao lên đù nó giết dân, nó giết dân đủ. Mà trong khi đó bên Mỹ là chết giết mẹ, ngay chỗ đồng của nó đang sống là thế tê tua, bệnh viện thì ngợp, không có chỗ để mà chôn, chết thì bên đó cũng vậy. Mà nó không lo, nó không nói, nó cái chỉ Việt Nam vậy nói ấy đù, mà nó bực mình đi. Thôi thì mỗi lần chúng nói chút xíu thì mới xuống. Bữa nay không có hài được, bởi rầu quá không có hài. Bữa nay mới được từ sáng là tới 101 ca rồi đó, 101 ngàn ca lây nhiễm rồi đó.